qua 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 la 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 la. Qua 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 la 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 la. Ai đã làm điều này? Chúng ta có thể nhờ những con chim phép thuật để thay đổi voi của bạn. Qua ơi, mọi người thấy sao? Bây giờ cái mũi của tớ đẹp hơn chưa? Bạn thật xinh đẹp, tớ muốn chụp ảnh với bạn. Ôi không. Mông tớ đau quá. Chỉ là cỏ mà thôi. Tớ sẽ ăn nó. Lấy được thức ăn. Wow, sẽ vui lắm đây. Tớ sẽ giúp bạn. Thật thú vị. Bây giờ bạn có thể thử cái miệng mới của mình rồi. Qua qua ơi. Dường như không còn thức ăn nữa. Tớ biết một khu vườn chuối. Tớ có thể dẫn bạn đến đó. Wow, chuối. Tớ thích chuối. Sau khi đi qua nơi này, chúng ta sẽ đến được khu vườn chuối. Qua ơi. Đã hiểu. Xin chào, hươu cao cổ. Bạn có muốn đổi chiếc cổ dài của mình với voi không? Làm ơn, tớ sẽ hái chuối cho bạn. Được rồi, hãy làm như vậy đi. Cổ dài này.
ơi, con yêu, bố không thể tin được, con trông giống hệt bà cố của con. Đã từ rất lâu rồi, loài voi cũng có chiếc mũi ngắn như thế này. Nhưng sau đó, để có thêm thức ăn, một trong số họ đã tiến hóa. Cái vòi dài, một trong số họ đã tiến hóa. Miệng dài, nhưng chỉ voi có cái vòi dài luôn có thể nhận được nhiều thức ăn nhất trong bất kỳ môi trường nào. Đó là lý do tại sao họ đã làm bạn với thiên nhiên trong thời gian lâu nhất. Đó chính là lý do của cái vòi dài sao? Con sẽ đổi lại cái vòi của mình. Yeah.